làm sao người ta mới như chuyện đây. Anh ra anh kiểm tra luôn. Mày cứ ngồi đi mà đấy. Sao phải bật? Còn xe làm sao xe mới. Chưa hết bảo hành làm sao mà. Cam kiểm định nha, bây giờ anh kia người ta vừa kiểm định ra. Thế người ta vừa kiểm định thì làm sao mà. Không phải đâu. Anh đây kiểm tra, anh cho kiểm tra. Tôi đầy đủ có nên là... Thôi, không, đầy đủ. Yêu cầu anh trả giấy tờ cho. Cả thiếu cái gì này. Đầy đủ giấy tờ, vừa kiểm tra thì lấy đi. Không, không cứ cho kiểm tra mình. Anh không, anh xin nhan tôi chưa. Không, xin nhan thì gì. Nhan không có xin nhan thì ra đường làm gì. Nhan phải không? Nhan phải. Xin nhan thôi à. Yêu cầu anh giả giấy tờ xe cho mình đầy đủ thôi. Lốp nào mòn, làm gì có lốp mòn, xe mới mua lốp mòn là mòn thế nào. Đấy, cầm giấy tờ xe bên này. Yêu cầu anh giả lại giấy tờ xe cho chúng tôi. Anh cướp à? Anh cướp à? Xe của tôi cướp à? Không có một cái lỗi gì. Đề nghị anh giả giấy tờ lại. Kiểm tra xong chưa? Mày đi theo nó để kiểm tra cái giấy tờ, không có tí nó trộm mất. Anh ơi, làm việc với chủ xe đúng không? Rồi. Lốp anh này. Anh chụp ảnh nào? Anh mang đi kiểm định nhá. Đừng chạm vào tôi. Không, tôi bình tĩnh. Tôi làm việc với anh. Thôi anh nói đi. Anh chụp ảnh nào? Chạm lốp anh thì sao? Bố ra đi, bố kiểm hết các loại xe, bố chặn lại hết cho tôi nhá. Anh nói lên lại cái xe này. Bình tĩnh. Làm việc cứ gì bình tĩnh, làm việc đàng hoàng. Sao không vạch cái lỗi nào đây? Anh nói luôn đây. Anh em cùng quay tí. Anh đi ở đây. Không. Đứng im ở đây. Làm việc tại chỗ luôn. Anh đừng giúp đẩy tôi. Yêu cầu làm việc tại chỗ luôn. Cứ bình tĩnh. Làm việc từ từ. Theo quy trình đàng hoàng làm sao để vội. Không là mình này mình đúng, mình không phải sợ cái gì cả. Nhưng mà yêu cầu anh ấy. Bắt lỗi của em này, em yêu cầu anh kiểm tra tất cả các xe lưu thông trên con đường này. Chúng mày làm việc cho nó đúng đây. Không, đừng. Mày quay đâu rồi? Quay đây. Làm mời xuống xe, mời xuống xe, mời xuống xe. Mày ngồi đấy, hư đồ đấy. Mày á? Mày ăn cướp à? Mày đi ăn cướp à? Tao không cướp của anh. Tao quay đây. Mày không cướp của anh. Mày ăn cướp à? Mày ăn cướp à? Không. Ngồi đấy. Anh cần cái đó tao rồi đúng không? Anh cần cái đó tao rồi đúng không? Tại sao lại dừng lại tao rồi?
kiểm tra thôi, kiểm tra thôi. Tao quay rồi. Tôi chỉ làm việc lái xe thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái làm sao? Quá hạn. Quá hạn của bên bằng đăng. Quá hạn gì? Đúng lỗi, các mời các anh xử lý. Mời các anh xử lý luôn chứ mình cũng không phải cãi phải chưa? Lỗi gì? Ờ biết biết mà. Biết mà. Nhìn vào đây là xe anh ấy xem cái biên bản để anh ấy xử lý biên bản đó. Rồi nếu quá hạn biên bản không phải đến bữa nay. Quá hạn rồi, quá còn còn có hạn đâu cái gì đâu mà. Biên bản quá hạn thì xử lý thôi, có cái gì đâu. Không vướng cái gì cả. Bây giờ tôi hỏi là xe có dấu hiệu vi phạm ở chỗ nào? Xe của tôi. Bây giờ tôi hỏi có dấu hiệu vi phạm chưa? Xe của anh. Giấy tờ này tôi có. Để người ta đi. Xe không vi phạm. Vi phạm cái gì? Vi phạm cái gì? Đừng có nhìn thấy tôi làm cái việc này để mà ông đại đừng đua này. Tôi chỉ ông. Không, ông ra bắt cái xe kìa. Không không không, không bình tĩnh làm việc đàng hoàng làm sao mà bắt đi. Không phải, có quyền bắt người mà bắt làm được đâu. Chúng mày mặc cái bộ quần áo chúng mày thích làm thế nào làm không có đâu. Mày tưởng chúng mày ăn cơm của dân, chúng mày ăn lương của dân, chúng mày làm kiểu gì? Đây bố mày đang trả tiền cho chúng mày đây. Không, cứ để các anh ấy quay bình thường không sao cả. Mình làm đúng mình sợ cái gì? Cái kế hoạch làm việc là kiểu gì? Có dấu hiệu vi phạm ở đâu? Giấy tờ xe chúng tôi đầy đủ hết. Đi bè người người dân lộng tiền để giảm lương của chúng tôi. Ai cả chúng mày? Xin lỗi mày này, xe tao vừa mới mua mới tinh luôn. Làm ơi xuống làm việc đi. Không, không xuống. Không phải xuống, tao bắt đầu xuống làm việc xong rồi, kiểm tra rồi. Không, làm thế nào để dân người ta phục? Không xuống à? Không xuống. Làm để dân người ta phục không phải. Trả lương cho các đồng chí. Không phải. Các đồng chí làm cho đúng. Phải đi sở. Anh không có quyền kiểm tra của anh chúng tôi. Tao là người dân. Tao có quyền giám sát và kiểm tra. Anh nghe này, anh nghe tôi này. Tao nghe này, anh nghe này. Làm việc nhá, anh có quyền giám sát. Làm mời anh lái xe làm việc đi. Không, anh làm sao mà đúng được. Kiểm tra xong rồi, giấy tờ đầy đủ thôi. Đây, giấy tờ đầy đủ thôi. Không sai. Giấy tờ kiểm tra đầy đủ. Mày nói nào mà không có quyền kiểm tra mày, mày hơi bị nhầm đấy. Dân có quyền kiểm tra, không có kế hoạch. Em ơi, anh bảo em cứ nhẹ nhàng. Đây, đừng đứng ngoài tao ở đây. Chúng tôi đang rất cần xa. Này, tôi nói đây với em. Tổng một người anh bảo không nói được sao. Anh đừng ngoài tao cho tôi. Bây giờ, đọc đi mày đọc thử nào. Đọc làm gì? Không, bình tĩnh anh ơi. Mình làm việc Đúng là không làm được. Anh đâu? Để lấy đâu mà nói như làm một cho đi.
Mời anh xuất trình giấy tờ và làm giấy tờ xuất trình rồi, giấy tờ nó xuất rồi. Mà chưa đưa cho anh. Tao trách lại cam luôn cho mày kiểm tra mày cầm giấy tờ của tao như nào, quay lúc nào, nha. Mày đánh ba tao được xem. Anh thôi. Mình là người nắm luật ở trong tay, làm sao lại nói là thuê xã hội đen được. Ai kia anh vừa nói đấy. Thôi cứ bình tĩnh. Đâu sẽ còn nói. Cứ bình tĩnh, đâu hiểu chứ. Đi. Đàng hoàng, cứ bình tĩnh thôi. Anh làm kiểm tra lỗi nhà này, kiểm tra nhà. Anh được quyền rồi, anh đi. Bằng nó quy tội không có bằng. Ây giời, này không được. Nó quy tội không có bằng. Không được. Yêu cầu ký lại, không ký biên bản. Thế thôi. Làm sao mà làm như thế được? Không có ký biên bản. Làm gì hả? Bằng mình có biên bản đàng hoàng ấy. Không có bằng thì có mà đi thế đéo được. Đúng không? Anh ơi, lỗi sao anh? Không có bằng mà công an phòng giữ đây. Đó. Đang ở trên phòng ấy. Nói đấy, cứ anh em đứng ở đây để xem cái bằng nó như thế nào. Anh đợi anh đứng ra ngoài, anh làm gì đấy? Không, anh kia xem bây giờ thôi. Anh thích thôi. Anh có thích thôi. Cản trở người thì anh không có. Tôi bình tĩnh, tôi là người bình tĩnh nhất đây, anh canh bình tĩnh. Tôi không làm việc. Anh ra. Anh đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài. Tôi không làm gì. Tôi là người bình tĩnh nhất ở đây. Anh có bình tĩnh. Mời anh đi ra ngoài, tôi đang làm việc. Anh xem 6 điều công an nhân dân thế nào không? Anh thử đọc xem. Không, tao làm sai đấy. Chưa chắc anh chưa. Bằng lái xe anh đã bị quá hạn rồi. Quá hạn nha, chứ không phải không có bằng. Nha, đi làm việc kế hoạch đi nào. Nha. Đừng xúc phạm tôi. Quay rồi nhá. Không quay sao. Không. Anh cứ bình tĩnh, anh cứ làm việc của anh đi. Yêu cầu anh cứ làm việc. Cho tôi xem chuyển chuyên đề của ông làm việc. Thôi, kiểm tra cái gì? Anh làm kiểu gì đây? Anh ơi, mình đứng mình nói thôi, không động chạm gì cả. Đứng nói lần này quyết được cái đâu. Công an chính bắt ở đâu anh? Không được, cứ bình tĩnh, thằng hoàng. Nó đâm hết chết cả xe hay gì, ăn thua gì, cắt móc thì mẹ nguy hiểm lắm. Bức xúc quá là nó đéo quan trọng đâu. Ông xé đấy. Vào xé cái biên bản. Không. Ông này xé này. Biên bản các anh cầm đây. Kia xé biên bản. Đúng không? Đây cháu quay đây, cháu quay được đây. Cho anh em công việc một chút. Công việc cứ đang tranh chấp chứ không phải công việc. Công việc chấp hành đàng hoàng có gì đâu. Đây, nguyên tắc lưu thông trên đường. Anh ơi, nếu như phạm luật, tôi sẽ lấy hình ảnh ở trong máy này làm căn cứ là xe này đã xuất trình giấy tờ. Đúng rồi, đầy đủ. Đúng, và anh này đã, và mồm anh này đã nói là giấy tờ đầy đủ. Đúng rồi, chính xác. Giấy tờ đầy đủ cho anh này bảo là đấy. Lỗi không lớn. Chúng tôi sẽ lấy cái hình ảnh này, chính hình ảnh này. Lập lỗi người ta cả. Đấy. Anh không có gì để lập lỗi người ta. Vâng. Đồng chí Trần Mạnh Dũng nói toàn. Tôi hiểu như này, anh có cái phản đối, có những cái mà tôi nhất. Không, chú ơi, cháu cho nói chú này, cháu xin phép. Em xin phép là nói chuyện với anh như này. Riêng cái này là anh em không phản đối. Rất ủng hộ BOT Thái Nguyên. Nhưng quan điểm là làm đường ở đâu ta dựng trạm ở đó. Thế thôi. Rồi, chứ rồi. Còn chả có cái lý gì cái đường cha sinh mẹ đẻ của chúng tôi đang đi từ thừa hàng bao nhiêu năm nay tự nhiên lại dựng một cái trạm đấy là bảo là tận thu phí bảo trì đường bộ. Đúng không? Đồng chí có nhận không? Tôi nói tí. Đấy. Ông từ từ để tôi nói đã. Mà ông nói tôi nói tí. Đúng không? Nó không không. Đấy, nó không có một cái lý do gì để mà bảo là chúng tôi phải nộp cái phí để bảo trì đường bộ. Nó bức xúc lắm, nó cũng bức xúc của người dân là biết bao nhiêu nhà xe.
Đấy, biết bao nhiêu người dân phải khổ vì cái trạm BOT này. Đấy, chúng tôi không phản đối và cũng không chống đối. Đấy, rất ủng hộ làng khác. Đấy, thế nhưng chúng tôi chỉ là đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của người dân chúng tôi thôi. Đấy là, đấy. Quan điểm của người dân. Mình có quyền phản đối. Vâng. Đấy, không hợp lý thì mình cũng phản đối thôi. Chúng tôi không, chúng tôi không hợp lý. Chẳng như tôi nói cả tôi nói với người khác. Vâng. Để cho Trần Trọng tôi cho ba. Vâng, cho đây. Anh lại bảo là cứ. Đây, em mời anh, em mời anh. Vâng. Anh nói đi ạ. Chúng là một người nói thôi. Vâng, em mời anh nói ạ. Cho người ta đi là đúng rồi. Không, không. Cứ bình tĩnh cơ. Cô ơi, cứ bình tĩnh để cho anh nói. Người dân có quyền phản đối. Ai anh thế người dân có quyền phản đối. Vâng ạ. Quy định của pháp luật. Vâng. Mình có thể làm đơn từ hoặc là mình phản đối bằng lời nói. Vâng. Cái chuyện đấy là bình thường. Vâng. Ờ, thế thì hôm nay thì các anh chắc là cũng có cái đi cái việc như này là có bày tỏ cái ý kiến phản đối. Đúng, chính xác. Thì là nhất trí thôi. Một là bọn tôi chỉ góp ý là đi mình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đúng, đúng. Chúng tôi còn chưa thắm. Rồi rồi, từ từ để tôi nói đã. Vâng. Từ từ để đúng không? Cái thứ hai là mình đi phản đối thì mình có mình trình bày thành đơn từ. Tôi biết cái việc ấy rồi. Vâng. Đúng không? Thì những cái việc mà bị dán những cái băng rôn khẩu hiệu này này thì nó mang cổ động, mang tính cổ động chung quảng cáo thì về gây sự chú ý. Vâng. Nó làm mất cái có thể là an toàn giao thông, mà cái này là về mặt văn hóa là mình cũng phải có xem xét. Thì đã đề nghị anh chị em là đi thì bọn tôi sẽ hướng dẫn là đi sau thành đoàn thành lối cho nó đảm bảo trật tự giao thông. Thế còn những cái băng rôn khẩu hiệu này mình nên bỏ đi. Đấy thì tôi có ý kiến đấy thôi. Báo cáo với anh như này này. Thực ra thì ở cái trạm nếu mà các anh ngày thường anh về nhà ấy, đúng không? Thì anh cũng sẽ nghe rất là nhiều ý kiến người ta không đồng ý với cái trạm bot ở trên vận động. Rất là nhiều. Không biết anh có nghe được không? Tôi nghe. Thì bản thân chúng tôi là người dân ở Phú Lương thì được nghe rất là nhiều. Và bản thân chúng tôi cũng là thường xuyên qua lại tuyến đường đấy, cho nên là thấy rằng là dựng cái trạm đấy lên là bất hợp lý. Rất nhiều người dân người ta đang phản đối. Có thanh tra như có kết luận rồi đúng không? Rất nhiều người dân người ta phản đối việc mà xây dựng cái trạm đấy. Tôi cũng biết là có kết luận thanh tra rồi, tôi chưa nghĩ rất là nhiều ý kiến tập trung lại nên là. Tức là tôi thì không phản đối cái việc các anh đi phản đối, nhưng mà mình nghĩ làm sao phản đối sao cho nó hài hòa để nó đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung cho mọi người. Rồi, hiểu không? Tức là không mang tính là tuần hành gọi là diễu hành mà là kêu gọi cấm đoán, không ai cấm để cho sai phạm. Đúng rồi, sai phạm xảy ra thế thôi. Thưa anh, bà con nhân dân khi người ta cảm thấy rằng là không thỏa đáng hoặc là có một cái gì đó người ta chưa thể đồng ý đúng không? Người ta có đưa ý kiến người ta lên, thì tất nhiên là phải ý kiến của số đông thì mới có thể là các vị mới lắng nghe được. Chứ một vài người tôi nghĩ là không thì mình không biết là các anh còn làm đơn hay là ký vào thì đưa ý chí rồi. Tôi xin phép mà tôi ngắt lời này. Bây giờ thời gian nó đã muộn rồi, mà lý do chúng tôi lại đi lầm một đơn kiến nghị của chúng tôi, nhân dân chúng tôi thì là chúng tôi sẽ bây giờ tiếp tục lên đường. Thế còn các anh có cái ý kiến gì nữa không? Có lập biên bản là biên bản đi. Không, bây giờ như này, có cái xe nào mà chưa có giấy tờ là cảnh giao thông gọi kiểm tra. Thưa anh Trần Mạnh Dũng nhà như này này, ừ. Cái băng rôn này chúng tôi dán trên xe mang cái tính chất là chúng tôi gửi những cái thông điệp của chúng tôi. Chất là cái băng rôn này. Chưa, chúng tôi không cổ động và cũng không phản động. Đấy, không tôi không nói phản động. Đấy, không cổ động, không tức là không có một cái ý đồ gì cả. Chỉ văn bản của các vị phải cho phép sử dụng băng rôn này. Không, đây là không biết thì hướng dẫn, mình hướng dẫn nhá. Cái này thì mình cái đúng là bạn nói là không tính phản động là đúng. Vâng. Nhưng mang tính cổ động là khó, bởi vì là kêu gọi sự chú ý và kêu gọi mọi người ủng hộ thì đấy là gọi là tính cổ động. Đây là, thế nên thì mình đây là thay cho cái lời nói thì đúng, đấy là cổ động. Bởi vì là tôi nói với anh Dũng là cổ động, chúng tôi là dân đen, chúng tôi không có cái quyền gì để đi vào cái cổng ủy ban dân tỉnh. Đấy, không có chứ. Mình có vào bày đang rất giấy tờ vào. Không. Đây, mình đã là nhân dân. Mình đã là nhân dân, mình có quyền chứ. Đây. Mình có quyền. Đây. Mình có quyền. Đây. Chắc chắn rồi. Đây. Chẳng có đơn gì đại diện mà. Mình diễu hành như này là mình giải thích, tức là mình giải thích là bạn có quyền vào ủy ban, mình làm việc, còn xuất trình giấy tờ đề nghị cơ quan tiếp dân, có giải thích đúng theo quy định của pháp luật. Chứ mình không phải không có quyền, bạn nói thế là không đúng. Đúng rồi, nhưng mà đây, người đại diện của chúng tôi đây đã vào rồi, nhưng mà không được. Bây giờ đấy, bây giờ chúng tôi chúng tôi xe chỉ đi đi, thì còn tức là như này, bây giờ cái xe nào chúng tôi đã làm một cái bản cam kết của tất cả anh em ở đây là không được phép vi phạm giao thông. Đấy, đi thành hàng thành lối nhá, chúng tôi đi thành hàng thành lối. Đấy, cam kết không bao giờ như này. Đấy, bây giờ trước khi đi là chúng tôi đã thống nhất với nhau rồi. Bây giờ như này này, tức là bây giờ đi cái đoàn tuần hành đông như này thì cảnh sát giao thông họ thấy có đồng tuần hành đông họ sẽ kiểm tra, cái nào vi phạm thì sẽ xử lý. Đúng rồi, ví dụ như là không có giấy tờ xe này đúng không,
không có việc, ví dụ như không có gương hoặc là vì cái đấy là việc của cảnh giao thông chúng tôi không biết. Thế còn chúng tôi thì chỉ đề nghị như này, chúng tôi đề nghị các anh các chị như nói từ đầu rồi đấy, là việc cá nhân mình có cái ý kiến phản đối hoặc tập thể mình có ý kiến đối là quyền của mình, đúng không? Nhưng mà những cái việc mà kêu gọi sự cổ động, kêu gọi sự tập trung chú ý thì mình nên bỏ đi. Nãy tôi đã nói với anh Trần Mạnh Dũng rồi. Tôi nói rồi. Tôi không có cái ý đồ kêu gọi hay cổ động, hoặc cái mấu chốt là không phản động. Đúng rồi, nhưng mà thế đây những cái câu nói này là chỉ thay cho lời nói của tất cả bà con nhân dân chúng tôi, tất cả các huyện Đại Từ, Phú Lương và Định Hóa. Đấy. Mình đã lên nói với cơ quan chính quyền thì mình đã có đơn rồi, mình trình bày bằng lời rồi. Chúng tôi, anh tên là gì nhỉ? Chúng tôi kêu gào nhiều. Xin lỗi đồng chí, tên là gì? Tôi là La Văn Hiệp. La Văn Hiệp, anh Hiệp ạ. Như này nhá, mình trình bày với chính quyền địa phương, với cơ quan công quyền mình đã có đơn rồi, mình có lời nói rồi. Thế những cái này là không cần thiết. Mình nghĩ như thế bởi vì cái này là chỉ kêu gọi sự chú ý của người khác thôi, chứ không nhằm mục đích là chúng tôi không phản ánh tiếng nói đến chính quyền địa phương. Nhưng bạn nói thế là chưa đúng đâu. Nên tôi đề nghị là bạn dỡ cái này. Không kêu gọi. Thế tôi sẽ hướng dẫn đi lên. Chứ còn tất nhiên thì chúng tôi sẽ đợi cơ quan văn hóa người ta giải thích cho bạn. Thì tôi là giải thích về cơ quan ninh thì đang hướng dẫn và đang có tính là hướng dẫn bạn làm là chính thôi. Nhá, chứ còn cơ quan văn hóa đến là tôi nghĩ là cái này là không đúng đâu, họ sẽ yêu cầu bỏ ra thôi. Nên là để đảm bảo thời gian thì tôi nghĩ là các bạn nên bỏ ra. Thì chúng tôi đi hướng dẫn đi rất nhanh thôi, cũng mất thời gian của chúng tôi và mất thời gian các bạn. Không, tôi nói là 11 giờ 15 là nghỉ rồi. Đấy, nói thật anh Dũng đấy, như thế này là chúng tôi nhớ hết việc rồi. Thế đấy, thì mình ra vì như này các hôm nay các anh như này là các anh làm rồi mất hết việc rồi. Chúng tôi lại làm nào làm đây thì quyền của các anh các chị. Nhưng chúng mà lần sau là ngày khác thôi. Chứ hôm nay thì cái tùy các anh các chị thôi. Cái là việc của mình có cái quyền phản đối, có quyền đây là chúng tôi có quyền kiến nghị, đấy là luật rồi. Chúng tôi kiến nghị mà. Nhất trí thôi, nhưng bọn tôi hướng dẫn như thế và lần sau là làm sẽ làm việc rõ với cơ quan hóa. Họ thấy như này không được, họ yêu cầu dỡ là các anh sẽ phải dỡ nếu mà được có quy định của pháp luật được. Cơ quan văn hóa những cái đấy chúng tôi chấp hành cơ mà nhá. Chúng tôi có phản đối đâu, không phản đối, tất cả mọi cái chúng tôi đều chấp hành hết đấy. Pháp luật nhà nước Việt Nam quy định những cái gì chúng tôi chấp hành đấy. Chúng tôi không phản đối mà cũng không chống đối một cái gì hết đấy. Các anh yêu cầu xuống kiểm tra xuất trình giấy tờ, kiểm tra xe, kiểm tra hành chính xe là chúng tôi kiểm tra xong, ai đủ điều kiện đi thì đi mà chưa đủ điều kiện thì là nó sẽ làm được hết. Tôi nói với anh Dũng này, tất cả mọi xe của chúng tôi đi là đều phải có đầy đủ giấy tờ hết đấy, chứ không có xe nào là không có giấy tờ cả. Bởi vì đi chúng tôi đi này, chúng tôi mang cái đúng rồi thôi của chúng tôi đi, chúng tôi phải giấy tờ chúng tôi phải đầy đủ đúng không ạ? Đấy.